Thầy xin kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 4 thân mến. Hôm nay chúng ta qua chủ đề 6 ngày hội mùa xuân 37 vẽ cây. Rồi chúng ta quan sát trên màn hình ha. Các bạn xem những bộ phận của cây là những gồm có những bộ phận nào nè. Cành các bạn ha. Rồi cây lá, cây thân, cây gốc. Có 4 bộ phận cành, lá, thân, gốc. Các bạn để ý nha, để chút chúng ta vẽ cho nó dễ. Rồi, màu sắc á, thì có màu xanh lá cây nhẹ ha, hoa thì có hoa mai màu dẻ. Rồi, có cây có màu tím nữa. Rồi, cây phượng, đúng không? Cây phượng gắn liền với trường lớp. Màu hoa phượng đỏ rất đẹp các bạn ha. Rồi, sự giống nhau và khác nhau của các loài cây. Trên màn hình là các bạn thấy có cây bàng và cây chuối nè. Rồi các bạn xem sự giống nhau và khác nhau của hai cây này nè. Cây bàng và cây chuối ha. Cây bàng á, thì thân có nhiều góc cạnh, nhiều cành, tán lá rộng. Còn cây chuối á, thì cái lá nó to, dài, hình trụ thẳng các bạn ha. Rồi sự giống nhau là gì nè? Giống nhau thì đều có thân, có cành, có lá, đúng không? Còn đặc điểm khác nhau á, là về cái lá là thấy rõ đặc điểm nhất, đúng không các bạn? Cây xanh cung cấp thực phẩm á, những cái cây mà can trái đó các bạn. Đó, tạo ra những cái trái cây đầy đủ vitamin cho chúng ta, rất tốt cho sức khỏe. Hoặc là tạo cho chúng ta cái bóng mát. Rồi, những chậu kiển bonsai rất là đẹp các bạn ha. Rồi, những cái cây gỗ mà thân thật là to đó có thể làm bàn ghế, tủ giường rất là sang trọng các bạn. Thầy hướng dẫn cách vẽ cây nè. Trước tiên thì các bạn phải chọn mẫu đi vẽ trước. Ví dụ như trong nhà của bạn hoặc là ngoài vườn của các bạn có một cái cây nào đó thì các bạn cứ chọn cái mẫu đó để các bạn vẽ ha. Rồi xong, các bạn chọn mẫu xong rồi chúng ta phát cái hình lớn trước. Hình lớn là gì? Cái chu vi bên ngoài của cái cây đó các bạn, gọi là hình lớn ha. Rồi xong rồi chúng ta hãy vẽ vào cành, vào lá. Vẽ hình xong thì chúng ta mới tô màu lên theo ý thích của các bạn ha. Nhưng mà tốt nhất thì thầy nghĩ là tô màu theo cái mẫu đó. Thí dụ như lá màu xanh lá cây nhẹ hoặc màu xanh lá cây đậm thì các bạn cứ tô theo cái mẫu cây của mình ha. Rồi thầy chọn một cái cây này đó. Rồi các bạn quan sát nha. Xong rồi thầy vẽ chu vi của cái tán lá bên ngoài và cái thân cây, cái gốc cây ha. Đó, rồi bắt đầu thầy mới vẽ cành, vẽ lá vô, vẽ những cái hình xung quanh cỏ cho nó sinh động. Xong rồi các bạn tô màu lên như hình vẽ ha. Các bạn có thể chuyển màu màu vàng qua màu xanh lá cây nhạt, qua màu xanh lá cây đậm ha. Đó, đây chỉ là gợi ý thôi nha các bạn. Các bạn có thể tô màu theo ý thích của mình. Hoặc là các bạn vẽ một vườn cây đi thì các bạn cũng phải chọn mẫu vẽ ha. Mẫu vẽ của thầy á, là một vườn cây có cây dừa và cây chuối. Xong rồi á, thầy phát cái khung hình lớn trước là cái tán cây và cái những cái lá của cây chuối. Xong rồi thầy mới bắt đầu vào chi tiết nha các bạn. Đó, thầy mới bắt đầu vào cành, vào lá, vào những chi tiết như là trái nè ha, như là cái buồng chuối. Đó, xong rồi thầy cuối cùng mới là vẽ màu lên. Các bạn khi vẽ các bạn cũng vẽ từng bước như thầy nha, thì chúng ta mới dễ vẽ được. Rồi đây là một số bài tham khảo ha. Đó, các bạn thấy không? Các bạn có thể vẽ một cây cũng được hoặc một vườn cây cũng được, tùy vào ý thích của các bạn ha. Còn các bạn nhớ đây chỉ là tranh gợi ý thôi nha, các bạn đừng có vẽ giống nha. Các bạn hãy vẽ một cái cây hoặc một vườn cây theo ý thích của mình. Rồi, chúng ta thực hành nè các bạn. Chúng ta lấy vở luyện tập mỹ thuật 4, tập 2. Các bạn nhớ tập 2 nha. Tại vì tập 1 là chúng ta đã vẽ xong hết rồi. Bây giờ là chúng ta qua
vở luyện tập mỹ thuật 4 tập 2. Các bạn lật ra trang số 10 cho thầy. Cái mẫu tập thầy đã chụp lại cho các bạn xem rồi đó. Các bạn cứ để ngang như vậy mà các bạn vẽ thôi. Rồi các bạn xem bố cục cái hình vẽ có cân đối chưa. Ví dụ như trong cái khung giấy đó, các bạn vẽ một cái cây nó quá nhỏ trong cái khung đó thì nó sẽ không đẹp nha. Và nhớ là phải ra đặc điểm của cái cây đó nha. Rồi màu sắc á, thì các bạn vẽ theo mẫu cũng được, hoặc là vẽ theo ý thích của mình cũng được nha. Rồi chụp hình gửi bài vẽ qua cho thầy nhận xét nha. Thầy cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Thầy xin kính chào, chúc ngày mới thật nhiều niềm vui.